Con chào chú. Dạ, con chào chú. Con quay chú hả? Dạ. Con biết chú là ai không? Quay chú nghệ sĩ Phú Quý. Chú ngồi sát bên chú Phú Quý là ai? Con thấy quen lắm. Chú đó là Nguyễn Châu. Nguyễn Châu. À. Châu là vào đợt mưa tôi chưa được à, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hiện tại em đang có mặt tại nhà riêng của đạo diễn Thế Ngữ. Họ và tên của chú là mình không nên đọc tên nữa nha, nhưng mà mình đặc biệt là đạo diễn Thế Ngữ nữa nha. Đây, trước mắt mọi người đây là nghệ sĩ Phú Quý, là một nghệ sĩ diễn viên rất là nổi tiếng, là lớn tuổi, nghe đâu cũng là đệ tử của đạo diễn cố đạo diễn Thế Ngữ cả nha. Qua cho cả nhà cùng xem. Thì được biết là cố nghệ sĩ cố đạo diễn, xin lỗi mọi người, cố đạo diễn Thế Ngữ đạo qua đời từ 6 giờ 35 phút ngày hôm qua, ngày 13 là ngày 13 vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 13 tháng 8 nha cả nhà. Năm ngày 27 tháng 6. Bây giờ chung là ở ngoài này thì rất là nhiều nghệ sĩ đã tới rồi, tới viếng đạo diễn Thế Ngữ rồi cả nhà. Bên ngoài này thì có rất là nhiều hoa. Thì mình sẽ cập nhật tình hình cho cả nhà cùng xem nha. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì mới niệm cái nhà gia đình nghệ sĩ ưu tú Lương Bích nè, mình biết là chú là đạo diễn thì rất là nhiều diễn viên, quay cho cả nhà cùng xem. Đang mấy anh nhân viên đang cắm hoa. Đó. Bây giờ đang cập nhật tình hình tại nhà riêng của nghệ sĩ. À, không phải nghệ sĩ, xin lỗi mọi người, nãy giờ cứ nhắc với nghệ sĩ ngoài là đạo diễn của đạo diễn Thế Ngữ nha cả nhà. Nếu anh chị mình không qua cho em nhắc, tại vì em hay nhắc với nghệ sĩ nhiều quá, cho nên nó hơi bị nhiễm. Tuổi thọ là 82 tuổi nha cả nhà. Thì tí nữa sẽ quay cáo phó cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ thì mắt là đang đọc bên như chú là bên cố đạo diễn của Thế Ngữ là bên đạo á, nên là đang đọc cái gì, đang đọc đang niệm. Mình sẽ cập nhật tình hình tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên. Quay cảm ơn gia đình nghệ sĩ Lân rồi nha. Cũng đang gửi những cái lăng hoa để tới viếng nha cả nhà. Tối nay hoặc là ngày nay, nhưng mà ngày mai chắc rất là nhiều nghệ sĩ diễn viên tới để thân tiếp để mà tới hấp cho cố đạo diễn Thế Ngữ một nén nhang nha cả nhà. Đạo diễn thì không có được nhiều khán giả biết tới nhiều, nhưng mà nhờ đạo diễn thì các nghệ sĩ, các diễn viên thì sẽ được khán giả biết tới nhiều, do một tay đạo diễn kịch bản dàn dựng ra cả nhà. Nghe đâu nghệ sĩ đạo diễn Thế Ngữ thì cũng là dựng
Táo Quân trên đài truyền hình HTV luôn á cả nhà. Đây có nghệ sĩ Phú Quý nè, còn nghệ sĩ một cái diễn viên gì đó thì vẫn chưa có không có biết tên cả nhà, tại vì cũng nhìn mặt chú rất là quen luôn cả nhà ơi. Thì trông là có khó rồi cả nhà. Chào chú. Dạ, chào chú. Ông quay chú hả? Dạ. Không biết chú là ai mà quay. Chú nghệ sĩ Phú Quý. Chú còn sẵn qua bên rồi, chú Phú Quý lại. Con thấy quen lắm nè. Chú là Nguyễn Châu. Nguyễn Châu mà. Châu là chú em anh trai. Dạ đúng rồi. Chú đi lặng hả? Tạm biệt chú nha. Tạm biệt nha, tạm biệt nha. Dạ, dạ. Con cảm ơn chú. Chú Phú Quý về.